Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Trong bối cảnh Israel và phong trào Hezbollah ở Liban đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chỉ một ngày sau khi thỏa thuận này chính thức có hiệu lực, ngày hôm qua Thủ tướng Liban đã hối thúc các bên tuân thủ thỏa thuận. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết quân đội Liban đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ ở nhiều khu vực xung quanh Beirut. Thủ tướng Mikati cũng cho rằng các vụ không kích của Israel trong ngày 28 tháng 11 vào một ngôi làng ở đông nam nước này gây nhiều thiệt hại và thương vong là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một số hoạt động khả nghi gây ra mối đe dọa và vi phạm các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị cho các cuộc giao tranh nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm. Quân đội Israel cũng đã ra hạn lệnh giới nghiêm hạn chế việc di chuyển của người dân Liban ở khu vực miền Nam. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm cho phép người dân ở cả hai nước bắt đầu trở về nhà tại các khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh. Theo các điều khoản ngừng bắn, lực lượng Israel có 60 ngày để rút khỏi miền Nam Liban, nhưng không bên nào được tiến hành các hoạt động tấn công. Cũng trong ngày hôm qua, Liên minh châu Âu-EU xác nhận là sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 18 tỷ euro, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, trong khuôn khổ một khoản vay lớn hơn từ nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dựa trên lợi nhuận thu được từ những tài sản bị phong tỏa của Nga. Trên mạng xã hội X, quan chức cấp cao của EU Vandis Dombrovskis thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với Kiev về khoản vay 18,1 tỷ euro để giúp Ukraine trang trải các nhu cầu cấp bách. Khoản cho vay mới bổ sung vào khoảng 120 tỷ euro mà EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cùng ngày, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết tại Strasbourg kêu gọi tăng cường sự hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine. Nghị quyết nêu rõ tất cả các quốc gia thành viên EU và các đồng minh NATO nên cùng nhau và riêng lẻ cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine với mức không dưới 0,25% GDP hàng năm. Hoan nghênh động thái trên, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal gọi đây là bước đi táo bạo của EU. Ông Shmyhal cũng xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký phê duyệt ngân sách năm 2025 với ưu tiên vẫn là quốc phòng. Trước sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, Nga nhiều lần nhấn mạnh các động thái như vậy sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28 tháng 11 cảnh báo việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa áp thuế với Canada và Mexico có thể sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp với hai nước láng giềng này. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden cho rằng kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phản tác dụng trong bối cảnh mối quan hệ hiện có giữa Mỹ với Canada và Mexico đang tốt đẹp. Tôi bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ cân nhắc lại kế hoạch áp đặt thuế quan, bởi kế hoạch này sẽ phản tác dụng. Mối quan hệ giữa Mỹ với Canada và Mexico đang tốt đẹp và phá hỏng mối quan hệ đó là lựa chọn cuối cùng. Trước đó, ông Trump đã khiến thị trường toàn cầu lo lắng khi tuyên bố một trong những hành động đầu tiên khi ông trở lại Nhà Trắng là áp thuế 25% đối với Mexico và Canada, những nước láng giềng tham gia Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Mỹ. Ông cam kết rằng thuế quan sẽ được gỡ bỏ khi tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy chấm dứt. Chính phủ Mexico cũng đã phản đối kế hoạch này trong một bức thư gửi tới ông Trump, đồng thời cảnh báo việc Washington áp đặt hàng rào thuế quan sẽ phải đối mặt với những hậu quả, bao gồm nguy cơ mất nhiều việc làm tại Mỹ. Ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã hủy bỏ kế hoạch tăng thuế điện trong ngân sách năm 2025 như một động thái nhượng bộ trong nỗ lực chấm dứt bế tắc với phe đối lập về vấn đề ngân sách. Thủ tướng Barnier cho biết khoản tăng thuế điện gây tranh cãi trước đó sẽ không được đưa vào dự thảo ngân sách do phe cánh hữu cũng như phe đối lập cánh tả, phe cực hữu đều yêu cầu có những thay đổi. Phe cực hữu đã hoan nghênh động thái này, tuy nhiên cho biết vẫn còn những lằn ranh đỏ khác, bao gồm vấn đề y tế, nhập cư, lương hưu và lệnh hoãn tăng thuế. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Antoine Armand khẳng định chính phủ sẵn sàng đưa ra nhượng bộ nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay, dù các đảng vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt. Hôm 10 tháng 10, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã công bố dự thảo ngân sách năm 2025, trong đó tìm cách tiết kiệm 60 tỷ euro, tương đương 63,1 tỷ đô la Mỹ. Cho ngân sách quốc gia thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.
Cựu lãnh đạo Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN, bà Marine Le Pen, từng tuyên bố sẽ liên minh với khối cánh tả trong Quốc hội để xúc tiến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu kế hoạch trên của chính phủ được thông qua. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, Tòa án Hiến pháp Rumani đã ra lệnh kiểm lại phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Theo luật pháp Rumani, Tòa án Hiến pháp cần xác nhận kết quả vòng đầu tiên trước ngày 29 tháng 11 để cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra vào ngày 8 tháng 12 theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan bầu cử quốc gia cho biết việc kiểm lại 9,46 triệu phiếu bầu sẽ mất nhiều ngày. Về phần mình, Thủ tướng Marcel Ciolacu từ chối bình luận về quyết định của tòa và cho rằng nên tập trung vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, dự kiến vào ngày 1 tháng 12. Động thái trên diễn ra sau khi ứng cử viên bảo thủ Christian Tehest khiếu nại về kết quả bỏ phiếu hôm 24 tháng 11, đồng thời yêu cầu tòa án hủy bỏ kết quả bầu cử. Theo kết quả vòng 1, chính trị gia cực hữu độc lập Khalil Georgescu và ứng cử viên trung dung Elena Lasconi có nhiều phiếu nhất và sẽ đối đầu trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 8 tháng 12 tới. Vì ông Georgescu giành chiến thắng vang dội đã gây bất ngờ khi tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò trước đó luôn ở mức một chữ số. Ngày hôm qua, chính phủ Anh thông báo đã ký thỏa thuận với Iraq nhằm trấn áp tội phạm buôn người trên khắp châu Âu như một phần nỗ lực để đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định thỏa thuận an ninh mới với Iraq nhằm mục tiêu vào các nhóm tội phạm buôn người và để tăng cường hợp tác biên giới. Cụ thể, thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper đến Iraq và khu tự trị người Quốc ở Iraq nhằm thúc đẩy hợp tác triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức, trong đó có việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới và đẩy nhanh quá trình hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối. Ngoài ra, Thủ tướng Starmer cho biết chính phủ Anh sẽ công bố các kế hoạch mới trong thời gian tới nhằm giảm lượng người di cư đến Anh, như xử lý các nhà tuyển dụng lạm dụng quy định và xây dựng kế hoạch đào tạo lao động tay nghề cao nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, số người nhập cư dòng vào Anh đạt mức cao kỷ lục gần 1 triệu người trong năm tính đến tháng 6 năm 2023. Quốc hội Australia ngày 28 tháng 11 đã thông qua luật cấm trẻ em và thanh thiếu niên nước này sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. Dự luật được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng lớn tại Australia, đưa quốc gia châu Đại Dương trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Theo dự luật vừa được thông qua, mọi trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị chặn sử dụng các nền tảng bao gồm TikTok, Instagram, Snapchat và Facebook, một động thái mà chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese và Liên đảng đánh giá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của trẻ em. Hành động tiên phong này là để đảm bảo các công ty truyền thông xã hội phải có trách nhiệm đối với xã hội. Truyền thông xã hội đang gây hại cho trẻ em. Các nền tảng xã hội từ giờ phải có trách nhiệm đảm bảo ưu tiên hàng đầu là an toàn cho trẻ em. Theo luật, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đô la Australia, tương đương 33 triệu đô la Mỹ nếu không thực hiện các biện pháp hợp lý để những người dưới 16 tuổi tránh xa các nền tảng của họ. Tuy nhiên, không có hình phạt nào đối với những người trẻ tuổi hoặc phụ huynh vi phạm luật. Các công ty truyền thông xã hội cũng sẽ không thể buộc người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bao gồm cả thẻ căn cước kỹ thuật số để xem tuổi của họ. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và 6 cơ quan khác cùng ban hành kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy phát triển tài chính kỹ thuật số chất lượng cao, với mục tiêu là đến cuối năm 2027, về cơ bản sẽ hình thành một hệ thống tài chính có khả năng thích ứng cao với sự phát triển của nền kinh tế số. Kế hoạch hành động cũng xác định rõ, lấy các yếu tố dữ liệu và công nghệ kỹ thuật số làm động lực chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các tổ chức tài chính, củng cố nền tảng phát triển tài chính kỹ thuật số, hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính kỹ thuật số, hỗ trợ các tổ chức tài chính nâng cao chất lượng dịch vụ bằng công nghệ kỹ thuật số, qua đó thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế kỹ thuật số nước này. Theo kế hoạch hành động, Trung Quốc sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong nhiều lĩnh vực như tài chính công nghệ, tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính hưu trí và hội nhập thực tế số, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ tài chính trong các lĩnh vực trọng điểm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ thiết lập một cơ chế phối hợp với các bộ ngành liên quan nhằm tăng cường phối hợp chính sách và chia sẻ thông tin, thiết lập một hệ thống thống kê, giám sát và đánh giá tài chính kỹ thuật số toàn diện. Qua đó,
thúc đẩy thực hiện hiệu quả các phương án đã được đề ra trong chương trình hành động. Công Tuyên, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc. Thành phố Bánh Gừng, sự kiện chào mừng mùa lễ hội thường niên của nước Anh đã trở lại với thủ đô London trong ngày hôm qua với chủ đề Thành phố tái chế. Và như mọi năm thì các kiến trúc sư và các nhà thiết kế lại có dịp để thử thách bản thân trong việc tái hiện những tòa nhà và công trình biểu tượng trong hình dạng hấp dẫn của bánh kẹo. Cũng như mọi năm, thành phố tái chế được làm từ bánh gừng, phủ kẹo và kem trang trí. Nhưng một điểm đặc biệt của phiên bản năm nay đó là việc tái sử dụng các tòa nhà bánh gừng trưng bày của năm trước theo đúng chủ đề tái chế. Chúng tôi đã tái chế các mô hình trưng bày của thành phố Bánh Gừng năm ngoái. Chúng tôi phá các mô hình ra và sử dụng lại một phần vào mô hình của năm nay. Tháp BT của London, nhà hát Opera Hoàng gia, khu nhà Strychurch Lord Devonport của Đại học Greenwich là một số những tòa nhà nổi tiếng được xuất hiện dưới hình dạng quen mà lạ của bánh kẹo. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài hấp dẫn, những tòa nhà này lại không có hương vị như mong đợi. Phần bánh được sử dụng để dựng nhà phải thật cứng, vì thế sẽ không dễ ăn như các loại bánh gừng mà mọi người vẫn quen. Tôi đã cắn thử rồi và thực sự rất cứng. Triển lãm được tổ chức ở Chelsea sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 29 tháng 12. Ngày hôm qua, nước Mỹ đã đón lễ tạ ơn trong bầu không khí rộn rã. Hàng loạt những hoạt động ăn mừng đã diễn ra khắp nơi và khiến người dân hân hoan hơn khi mùa vọng Giáng sinh đang đến gần. Tại thành phố Chicago, người dân đã tưng bừng tham gia cuộc diễu hành lễ tạ ơn thường niên lần thứ 90. Các xe hòa, ban nhạc biểu diễn những tiết mục mang đậm nét văn hóa từ các vùng miền và các quốc gia trên thế giới đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Còn tại căn cứ không quân San Antonio, Lakeland, Texas, phi đoàn huấn luyện 37 đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt gồm gà tây nướng kèm những món ăn truyền thống như khoai tây, nước sốt Nam Việt quất và món đậu hầm dành cho các binh sĩ xa nhà không được đón lễ tạ ơn bên cạnh những người thân. Cũng tại Texas, Sở Cứu hỏa Austin đã hưởng ứng không khí vui tươi của lễ hội theo một cách rất riêng, đó là phát hành một video kêu gọi người dân cẩn trọng khi chuẩn bị các bữa ăn trong dịp lễ tạ ơn. Video cho thấy những nguy hiểm tiềm tàng từ việc rán món gà Tây đông lạnh trong một chảo dầu sôi lớn, gây ra một tiếng nổ vang với khói dày. Ngày 28 tháng 11, Billboard đã công bố cái tên cuối cùng đứng đầu danh sách những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21. Và không ai khác, chủ nhân của danh hiệu này chính là nữ ca sĩ Beyoncé. Beyoncé là chủ nhân danh hiệu ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 sau nhiều tháng đếm ngược. Cựu thành viên Destiny Child đã đánh bại ứng cử viên nặng ký Taylor Swift để vươn lên dẫn đầu trong danh sách này. Mặc dù Taylor là ca sĩ nhạc pop bán chạy nhất thế kỷ 21, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất để Billboard đưa ra quyết định. Theo tờ báo uy tín này, Beyoncé đã mở ra một kỷ nguyên mới với album năm 2013 và đây cũng là yếu tố chính giúp ca sĩ giành được vị trí hàng đầu. Ở tuổi 41, với 26 năm trong sự nghiệp, Beyoncé đã ra mắt 7 album mà sản phẩm nào cũng được nhận xét là khác biệt và phá cách so với trước đó. Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ, Beyoncé đã bán được hơn 200 triệu đĩa trên toàn thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và hơn 60 triệu bản dưới danh nghĩa thành viên của nhóm nhạc nữ Destiny Child. Cô trở thành một biểu tượng thành công cho những người phụ nữ da màu ở xứ sở cờ hoa nói riêng và toàn thế giới nói chung.